biển cả mênh mang, cha là ngọn núi hiên ngang giữa đời, cho con cuộc sống tuyệt vời. Công ơn cha mẹ một đời khắc ghi, ơn cha ơn mẹ à mấy sinh nghĩ thành. Câu ca nhắc con ghi tạc những lời mẹ ru, nổi trôi thân cò lặn lội mà để danh dụng từ bao giờ. Cho đời đẹp những ước mơ chắc chiêu danh dụng từ bao giờ. Cho đời đẹp những ước mơ trở lại đồng xóm dưới làng trên, mưa đông nắng hạ áo mẹ sờn, tình mẹ chan chứa yêu thương, lời ru thêm ngọt lúc canh trường. Tạo tần biên trời. Mong ngày bao đáp cha mẹ ơi. Hôm nay cháu con sum họp nói lời chi ơn cha mẹ cùng ông bà, tươi cành tốt lá tươi hoa, biết ơn cha mẹ cùng ông bà, cội nguồn gốc rễ tổ tiên ta. Thank you.
trong thông báo phát đi tới 19 tháng 3, Bộ Y tế cho hay ngoài 16 ca đã điều trị khỏi ở giai đoạn 1, bệnh nhân từ 18 đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cũng đã khỏe mạnh hoàn toàn. Nhiều trường hợp khác cũng cho kết quả